À, xin chào buổi chiều tất cả mọi người nha. Ở đây là ngày 18 tháng 3 ha. Cây Phú Tân vẫn còn nở nè. Đây. Một tuần liên tục rồi ha. Mai giảo bình thường ha. Đây, cái này người ta nuôi già mùa á. Già mùa thì nó sẽ bông lên như thế này thôi ha. Đây, theo cầu của anh em á, bữa nay mình sẽ soạn ra một số cây mai Phú Tân á, Phú Tân và Đại Lộc á, để bán cho anh em về có làm giống á. Vậy chúng ta có thể để nuôi luôn hoặc là để cắt ghép á. Là lấy giống cắt ghép sang những cái cây mai phôi ở vườn chúng ta. Chúng ta nuôi khoảng vài năm sau chúng ta có được cây như thế này chúng ta chơi á. Đó, là giống Phú Tân á. Đây. Đây thì mình sẽ mở bán những cái mai Phú Tân, những cái mai Đại Lộc á. Rồi. À, đây chiều nay mình sẽ mở bán nguyên cái lô cây này ha, gồm có 23 cây á, 23 cây mai Đại Lộc á. Đấy. À, với đồng giá từ cây từ số 1 á tới số 13 là nhiều cây Đại Lộc bán đơn một cây á. Đó, một á. Đây cái số phía sau là cái vòng gốc á. Đấy. Đây này, những cây này đang ra chuẩn bông hết ha. Vậy ta có thể chơi lâu dài hoặc là làm giống á. Đây những cái cây lựa nó ra bông chuẩn hết ha. Nói chung cây Đại Lộc đặc tính của nó thì trong một nhánh á, có thể là có bị năm cánh và nhiều cánh á. Đó, nhưng mà cái nào nó có nhiều cánh á, thì nó sẽ chuẩn á. Còn nào năm cánh thì sẽ năm cánh không. Vừa có năm cánh vừa có nhiều cánh thì cái thì vẫn chơi được á. Nhánh là năm cánh thì chúng ta cắt nhánh nó ra bỏ. Đây là mình đã lựa ra hết nè. Nụ bự như thế này, tròn thế này là nhiều cánh nè. Từ số 1 tới số 13. Đó. Tới 13 là một cây á. Với đồng giá là 750 ngàn á. À, giá trên đã bao phí vận chuyển rồi. Đó. À, khi mua chúng ta chỉ trả bao nhiêu đó thôi, không có phát sinh gì thêm á. À, đây những cái gốc mai, nói chung là gốc mai trồng á, nó cũng tương đối á. Nó không xấu quá mà cũng không có đẹp quá ha. Chỉ tương đối thôi. Đó. Rồi từ 14 á, 14 thì nó là một cái bộ hai cây á, một cây Phú Tân. Phú Tân ghép khoảng 3 năm hơn á. Đó. Và một cây Đại Lộc. Lộc mà ghép 1 năm hơn á. Đó. Lộc thì cũng này cũng chuẩn bông không ha. Đó. Thì ở dưới cái gốc thì có đánh số và cái vòng gốc đó ha. Đó thì cũng đồng giá luôn ha. 14 á, từ cặp 14 tới cặp 23 ha. Tới cặp 23 là đồng giá cũng là 750 ngàn một cặp. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển rồi á. Rồi. À, nói chung là đồng giá hết ha. Từ số 1 tới số 23 đồng giá là 750 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển rồi á. À, cái Phú Tân nhỏ nè. Nở thì ghê không? Quá trời luôn ha. À. Tiếp đây mình sẽ quay từ chi tiết từng cây cho anh em xem á. Rồi, cây số 1 á. Số 1 gốc là 20 á. Gốc là 20. Đó. Chiều cao thì mỗi cây này nó khoảng là 6 tấc ha. 6 tấc. Đại Lộc á. Đây, cây này thì bông chuẩn hết á. Gốc là 20. Cây số 2 á, gốc là 22 á. Bông chuẩn á. Bông bự bự không à. Cây số 2 á, gốc là 22. Đó. Nói chung là chiều cao nó khoảng 6 tấc á, tương đương nhau hết à. Đó, quay cho mọi người xem nè. Rồi, cây số 3 á. Cây số 3 này thì nó bị trải xuống đây một chút xíu à, thì mình sẽ bù cho cái cây mai Thọ Hương nè. Đó, nói chung là cái cây này nó không được đẹp, nó không có lành lặn giống như người ta, nhưng mà cây này vẫn sống khỏe á. Ra hoa chuẩn nha. Đó thì mình bù cho cái cây Thọ Hương á. Đó. Cho anh em khỏi có phân bì á. Đây. Được này thì mất kia. Đó các phôi nó bị trải xuống khúc nè. Trải xuống khúc này á. Cây số 3 gốc là 20 á. Bù cho cây Thọ Hương này. Đó. Rồi, cây số 4 á. 4 thì lành lặn. 4 gốc là 19 á.
hoa chủng chuẩn luôn, số 4 à. Rồi số 5 gốc là 22, cây là lặn hết ha, hoa chuẩn, hoa chuẩn à. Đấy. Cây số 6 gốc là 17 á, 17 hoa chuẩn à, nụ tròn. Rồi cây số 8 gốc là 18, nụ tròn á, nụ tròn hoa nhiều cánh à. Số 8 cây số 9 gốc là 17 á, nụ tròn á, nụ tròn số 9 nè. Cây số 10 gốc là 21 nụ tròn á. Cái hoa này thì nó chung một, chung một cuốn hoa thì cái này nó 12 cánh, này nó nhiều á. Cây số 10 á, 11 gốc là 18 á, hoa nhiều cánh á. Rồi cây số 12 á, nó có đuôi. Cây 12 này thì nó giống như cây số 3 nãy á, cái lưng nó bị một cái, một cái đường nè đó, nhưng mà hai bên thì nó còn xanh, thì mình sẽ bù cho cây họ hương này vô ha. Gốc này có đuôi nhìn thấy cũng có duyên lắm nè, hoa thì hoa chuẩn ha. Đó, số 12 cây số 13 gốc là 22, xuông đột thẳng băng luôn. Đấy, hoa chuẩn ha. Cây số 13 đó, rồi tiếp theo cái bộ Phú Tân số 14 và Đại Lộc 14 á. Lộc 14 gốc là 16 á, đang có hoa nè. 14 á, Phú Tân 14 gốc là 11 á. Ở đây thì nó có một cái đường nó bị chảy á đó, nhưng mà không có sao á. Đang ra hoa nè, Phú Tân à. Cái này thì ghép gần liền đầu á, rất là dài lâu rồi. Đó, 14 à. Rồi 15 Phú Tân gốc là 16 á, hoa chuẩn. Đây cây Phú Tân á, đây cũng dạng hình thú đây, gốc là 10 á, đang có hoa nè. Phú Tân hoa tròn á. Rồi Phú Tân số 16 á, cây ghép rất là già đó, 3-4 năm rồi. Đó, đang có hoa luôn nè. Còn cây Đại Lộc á, 16 gốc là 16 luôn, đang ra hoa chuẩn luôn nha. Rồi Phú Tân 17 á, đang hoa luôn nè, gốc là 10 á. Đại Lộc 17 gốc là 14 á, đang hoa luôn ha. Rồi 18 á, Đại Lộc gốc là 15. Đấy, Phú Tân á, 18 gốc là 10 á, cái này liền đầu luôn rồi, ghép hai bo liền đầu luôn ha. Rồi 19 á, cái Phú Tân gốc là 13 á. Còn cái Đại Lộc gốc là 15, 19 á, hoa nhiều cánh hết à. 20 á, gốc là 18, này cái này Đại Lộc ha. Còn cây Phú Tân gốc là 16 á, Phú Tân 20 á. Anh em xem 20 nè, 19 nè, 18 nè, 17 nè, 16 á, 15, 14. À, qua bên đây á, 20 giờ 21 á, 21 nè, có cũ ha, gốc là 11 á, đang lên rất là nhiều rậu nè, Phú Tân á. Còn cây 21 Đại Lộc nè, gốc 17 á, đang có hoa nè, rất là nhiều hoa luôn ha, hoa chuẩn không á.
Nhìn chùm thấy khê không? Đã ha. 21 à. Cái này thì nó bị tét xuống miếng á. À, không sao, cây vẫn sống khỏe. 21. Rồi 22 cây Phú Tân, gốc là 14 á. Gốc là 14. Rồi cây Đại Lộc á, gốc là 16. Đang có hoa nè. Rồi cây 23 á, gốc là 11 á, gốc là cái này, cây Phú Tân á. Mới hoa xong. À, còn cây Đại Lộc gốc 23, gốc là 16 á, thú luôn nè. À, đang hoa luôn ha. Rồi. À, những cái này thì mình bán theo bộ á, một cái bộ hai cây thế này là 750.000 bao ship rồi á. Đó. 23. 23 đây. 22 đây. 21 á. Bán đồng giá đây. Đồng giá thì anh em dễ lựa. 20 á. 19. 18 á. 9 18 17 16 15 14. Lọc 13. 12. 12 cây có cái đuôi á, tặng thêm cây họ hương luôn. 11 á. 10. Rồi 9 nè. Rồi 8. 7 á. 8 à. Như thiếu cây số 7 thì phải. À, do sơ sót trong quá trình mà đánh dấu á thì không có cây số 7 á. À, 6 rồi mình đánh không biết sao nhảy lên cây số 8 luôn à. À 8 à. Đây, không có cây số 7 á. Cây số 6. Cây số 5. À, 4 à. 3. 2. Rồi, 1 à. Rồi. Rồi, các bạn mọi người đã quan tâm và theo dõi á. Đây. Này bán 22 cây thôi ha. Đã số 23 mà nó có 22 cây rồi. Đại Lộc tất cả này đã ra bông hết rồi ha. Đó. Này đậu trái luôn nè. Nó lấy hột ương thì nói chung là không biết nó có giống như cây mẹ nó không ha. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở các video sau á. Đây cái này khi chúng ta nhận cây này về á, đây chúng ta trồng vô chậu á thì chúng ta, cái chậu này thì chúng ta đang làm chậu 3 tấc rưỡi á, thì chúng ta về chúng ta trồng khoảng 3 tấc rưỡi ra, đừng có trồng chậu lớn hơn á. Hơn nó ôi nước nó dở lắm. Ở dưới đáy chậu chúng ta lót một lớp vỏ trấu hoặc là một lớp cát núi á, hoặc là đá sỏi cho nó rõ nước cho tốt á. Rõ nước tốt thì cây nó không bị úng nước á. Khi nhận cây về thì chúng ta để trong mát 3 4 ngày gì đó. Có thể trồng liền cũng được ha, hoặc để 3 4 ngày trồng cũng được. Trồng liền thì để trong mát á. À, cho nó tỉnh vài bữa tưới dưỡng rễ thôi rồi đem ra nắng luôn ha. À, lưu ý là không có trồng chậu bự quá ha. Cái thế này mà trồng chậu 4 tấc 5 tấc là nó ngợp á. Đây, trồng khoảng 3 tấc rưỡi trở lại thôi ha. Nếu ta ép xuống 3 tấc thì còn tốt hơn nữa, như mấy cái này ép xuống 3 tấc cũng được ha. À, chứ đừng có ham ta trồng chậu bự á, chậu bự nó không có tốt lành gì hết á. À, xin chào.